Xin chào cư dân mạng, chào mừng các bạn đến với channel của Seth. Trận chiến kinh điển giữa Kong và Godzilla đã xảy ra rất nhiều lần trong nhiều thập kỷ qua. Nhưng một vấn đề các fan rất thắc mắc là tại sao Kong lại có thể to lớn đến như vậy, bởi trước kia Kong chỉ là một chú lùn bé nhỏ khi đứng cạnh Godzilla mà thôi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải thích tại sao linh trưởng khổng lồ Kong trong năm 2021 lại có thể có cùng kích thước với loài bọ sát voi mammoth Godzilla. Vâng, một lời giải thích chúng ta có thể thấy ngay được là nếu một sinh vật muốn đối đầu với Godzilla, nó cần phải tương đương về khả năng và sức mạnh. Trong khi Kong thì lại không biết bay, nó cần phải được tăng kích thước đáng kể để có thể đối đầu với quái vật bọ sát Godzilla. Trên thực tế thì Kong ở trong phim ảnh đã nhiều lần thay đổi chiều cao qua các thập kỷ, có thể dao động trong khoảng từ 7 đến 15 mét. Trong phiên bản Kong đảo đầu lâu năm 2017 được quay tại Việt Nam, nó có kích thước lớn nhất so với tất cả các phiên bản Kong trước đó, chiều cao lên tới tận 30 mét. Ngay cả khi ở chiều cao đó thì Kong vẫn chỉ đứng tới đầu gối của Godzilla mà thôi, bởi kích thước của con bò sát khổng lồ có thể lên tới 110 mét trong nhiều loạt phim mới. Tuy nhiên, việc lựa chọn làm Kong cao 30 mét ở đảo đầu lâu là vì một số lý do của nhà sản xuất. Một trong những lý do đó là tác giả muốn Kong ở Việt Nam sẽ giống như một vị thần. Ông cho rằng nếu nó có kích thước dưới 30 mét thì trông giống một con linh trưởng to lớn chứ không phải là điều ông ấy muốn. Bối cảnh đầu tiên của nhân vật Kong đảo đầu lâu được diễn ra vào những năm 1973. Trong hoàn cảnh đó, tác giả thực sự còn muốn Kong trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ông ấy nói rằng vào những năm 90 thì Kong vẫn chỉ là một anh chàng trong độ tuổi vị thành niên. Nó sẽ tiếp tục lớn lên đến khi trở thành một con linh trưởng đầu đàn trưởng thành, đó là khi nó đạt đến giai đoạn alpha của giống loài linh trưởng. Ngay cả trong những đoạn giới thiệu nhân vật Kong, tác giả cũng cho biết Kong là một siêu linh trưởng đang trong độ tuổi thiếu niên chưa học hết cấp 3. Trong chính bộ phim Kong đảo đầu lâu, một trung úy không quân trong Thế chiến thứ 2, người đã bị lạc trên đảo đầu lâu gần 30 năm, đã mô tả về Kong như sau. Kong là vị thần trên hòn đảo này, nhưng lũ quỷ sống bên dưới chúng ta. Ông ấy đang mô tả về Skullcrawler, một loài giống như rắn đã giết cả dòng tộc của Kong. Ông nói thêm, những quả bom còn sót lại đã đánh thức lũ quỷ đến từ các lỗ thông hơi ở sâu bên dưới lòng đất. Chính vì điều này nên Kong nó mới nổi điên lên. Kong có thể xử lý bọn chúng miễn là cả đám đó là lũ rắn nhỏ. Nhưng tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu con quỷ đầu đàn bị đánh thức dậy. Bọn chúng đã xóa sổ cả gia đình của Kong, nên nó là thành viên cuối cùng của giống loài linh trưởng khổng lồ. Nhưng nó vẫn đang lớn lên. Chúng ta hãy cùng mong nó lớn nhanh đến tuổi trưởng thành. Đó là tất cả những gì nhân vật trong bộ phim mô tả về Kong. So sánh giữa thời điểm Kong xuất hiện tại đảo đầu lâu và lúc chiến đấu với Godzilla thì đã 50 năm tuổi. Với thời gian đó thì Kong đã hoàn toàn lớn lên thành một sinh vật trưởng thành để có thể chiến đấu tay đôi với con thằn lằn đầu đàn. Vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc Kong sẽ cao bao nhiêu trong cuộc chiến đầy lửa với Godzilla, nhưng có vẻ như Kong đã đạt tới cấp độ alpha cao nhất trong giống loài của mình. Và con nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc so găng này đây? Các bạn hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Mời các bạn đăng ký kênh CCS TV để theo dõi những sự kiện kỳ lạ từ nào. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.